Hôm nay sẽ là một thử thách siêu thú vị cho bé Bưởi. Sau này bé Bưởi sẽ làm nghề gì đây ta? Nghe tới đây là mấy bà thấy ngộ ngộ rồi đúng không? Nhưng mà thật ra đây chỉ là một cái thử thách vui thôi. Tất nhiên là bé Bưởi không có thể nào mà đi làm giống như mình được rồi. Nhưng mà Gen thấy á, các bé nhỏ khi mà được thôi nôi á thì sẽ có một cái khay đựng rất là nhiều đồ khác nhau và sẽ cho các bé đó lựa chọn để có thể đoán xem là trong tương lai bé sẽ làm gì. Ví dụ như em bé mà chọn cái lược đi thì có thể là trong tương lai trở thành thợ cắt tóc, thợ tạo mẫu tóc chẳng hạn, hay là bé nào mà bóc cái ống kim tiêm thì có thể là trong tương lai sẽ trở thành bác sĩ. Nói chung là mình thấy cái đó rất là vui luôn á mọi người, cho nên là ngày hôm nay mình cũng sẽ thử nghiệm với bé Bưởi của mình nha, để xem là bé Bưởi sẽ chọn cái món đồ gì. Mà để tôi tâm sự với mấy bà, từ cái ngày mà có bé Bưởi mấy bà không có quan tâm tôi gì hết trơn, cứ suốt ngày là bé Bưởi đâu, tôi tức ghê đó nha. Nói đùa như vậy thôi nhưng mà mình rất là vui khi mà bé Bưởi được mọi người yêu mến và quan tâm nhiều đến như vậy. Dạo này bé Bưởi đã rất là khỏe mạnh và ăn cũng rất là nhiều nữa đó mọi người. Lúc trước thì bé Bưởi ngán ăn lắm, không có chịu ăn gì hết trơn, còn bây giờ mọi người xem em nó ăn nè. Nhiều khi tôi không biết là tôi đang nuôi một con cún hay tôi đang nuôi một con heo. Rồi bây giờ cái em này là em nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà không biết là với cái tần suất ăn của em nó thì sau này em nó sẽ mập như thế nào luôn đó mọi người. Con Bưởi nó ăn ngấu nghiến không chừa một hạt nào luôn đó mọi người. Cái máng ăn của nó sạch sành xanh, sạch kinh kít luôn á cả nhà. Mà nói chung là Bưởi mà ăn ngoan như vậy thì mình rất là vui. Còn đây chính là cái khay đồ của bé Bưởi trong ngày hôm nay, một quyển sách nè, để sau này nó lớn lên nó sẽ học thiệt giỏi nha. Cái bàn chải đánh răng thì sau này Bưởi sẽ trở thành nha sĩ. Còn đây là một thỏi son môi, sau này Bưởi nó sẽ làm việc trong ngành làm đẹp. Còn đây là một cái muôi để làm bánh á mọi người, thì Bưởi nó sẽ trở thành đầu bếp. Cây bút thì sau này nó thành giám đốc để nó ký tên nè. Và cuối cùng đó chính là một quả banh tennis để sau này trở thành cầu thủ thể thao. Có thêm vỉ thuốc nữa nè mọi người. Sau này Bưởi nó đi bán thuốc cũng được, có thêm cái đồ làm nail nữa. Sau này con Bưởi nó sẽ đi làm nail cho người ta. Nói chung là khá là vui á mọi người. Mình làm tới cái bước này mà mình thấy buồn cười quá đi. Sau khi mà mình đặt cái mâm đồ trước mặt con Bưởi và mình cho con Bưởi nó lựa chọn nè mọi người. Bé Bưởi nó rất là ngoan á mọi người, không bao giờ mà nó chạy tới tôm tóp đồ hết trơn á, cho nên là nó đi từ từ để mà nó ngửi những cái đồ và nó sẽ kiểu như là nó sẽ dò trước á mọi người. Tới bước này là mình nghi Bưởi nó trở thành người bán thuốc rồi đó nha. Nhưng mà không, nó không quan tâm tới vị thuốc nữa mọi người. À mà quên nói với mọi người là nguyên tắc đó chính là con Bưởi nó làm rớt cái gì xuống dưới đất trước thì nó sẽ chọn cái đó nha mọi người. Còn bởi vì cái tính chất của bé cún thì nó sẽ hay ngửi đồ, cho nên là mỗi lần mà nó ngửi là mình sẽ không tính nha. Khi nào mà nó khều xuống á thì mình mới tính. Sau khi mà ngửi cái vị thuốc thì bây giờ bé Bưởi nó qua nó ngửi cây bút. Mình đang rất là hy vọng nó trở thành giám đốc đó mọi người, nhưng mà không, bây giờ nó đụng qua cái quyển sách. Nhưng mà quyển sách cũng không giữ chân được bé Bưởi được lâu. Bây giờ thì bé Bưởi đang đi một vòng để ngắm những cái đồ của mình trong ngày hôm nay. Trời ơi lâu quá Bưởi ơi, chọn một món lẹ đi nè. Bé Bưởi nó cứ ngắm trời, ngắm mây, ngắm hoa vậy đó mọi người. Xong rồi cái đít nó xém làm rớt cái cây bàn chải đánh răng. Nhưng mà không nha mọi người, không rớt luôn. Không biết là Bưởi sau này sẽ trở thành ai và sẽ làm cái gì. Bây giờ bé Bưởi nó bắt đầu nó đi nữa nè mọi người. Và tới cái bước này thì mình bắt đầu để thấy nó để ý tới cái cây son môi. Và cuối cùng là nó làm rớt cái cây son môi nè mọi người. Mà không những vậy nha, sau khi làm rớt cái cây son môi còn ngửi cắn cắn nữa. Ta-da! Vậy là số trời đã định, Bưởi ta đã chọn một cây son môi. Sau này Bưởi ta sẽ làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, hay lẫn Bưởi nó sẽ make up cho Gen trước khi mà Gen quay video YouTube ta. Được có nha Bưởi nha. Tính ra sau này á, Bưởi nó biết make up xong rồi nó sẽ kẻ chân mày, son môi, đánh má hồng cho tôi trước khi mà tôi á hả quay video cho mọi người xem. Đây chỉ là một cái trò chơi vui vẻ để mà Gen mở ra để cùng chơi với bé Bưởi thôi. Chứ bé Bưởi thì vẫn là một em cún thôi nha mọi người. Còn bây giờ like ngay video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông để đón xem bé Bưởi ở những video sau nha.